Alo, anh Nghĩa à? Có kết quả rồi anh ạ. Bây giờ em gửi kết quả qua email luôn cho anh nhé. Được, để anh xem luôn. Cảm ơn em nhé. Ông trời ơi, có phải ông vẫn còn thương con không ạ? Ba ơi, có phải ba ở trên cao phù hộ cho con đúng không ạ? Con cảm ơn nhiều lắm. Cho dù con có xấu xa, con khốn nạn đến mức nào, con vẫn có thể có con với cô ấy. Con cảm ơn ạ. Con cảm ơn. Dù ông có làm gì á, cũng không thay đổi được sự thật. Hà và Kitty á, là của tôi. Tôi sẽ thay đổi. Sẽ thay đổi. Ngon quá. Kitty đi học có vui không? Mai cho ông đi học cũng nhé. Alo. Là anh đây. Anh đang ở dưới chỗ làm của em. Cho anh gặp em một chút được không? Tôi ra ngoài đi ăn rồi. Mà tôi cũng không muốn nghe muốn nói gì với anh cả. Anh đừng gọi nữa. Khoan, anh cũng có việc. Một việc rất quan trọng. Giờ tôi không có việc gì quan trọng ngoài ba của Kitty cả. Nhưng anh đừng có làm phiền. Em biết rõ bố của Kitty là ai mà. Nhà tôi bây giờ nhiều việc lắm. Anh đừng có gọi điện nữa. Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em. Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy à? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em, bây giờ cũng vậy. Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đấy. Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không? Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giống mẹ cái gì không giống, lại giống đúng cái tính dại trai. Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại thất vọng vì anh thì sao? Bà có dám thề không? Bà
có dám lôi cháu lợn của mình ra để thề không? Tôi nói là tôi không có nói gì hết thì bắt tôi thề làm gì? Cô đừng có lằng nhằng nữa. Ngay cả cái Hạ, nó cũng không muốn ai biết chuyện này. Nó bó bở vì trách cái người mà đã có âm mưu tước đi cái quyền làm mẹ của nó. Ngay cả nó muốn tránh xa cái căn nhà này còn không được khi mà. Được. Nếu như bà không nói thì tôi cảm ơn bà. Tôi cảm ơn vì bà đã giữ im lặng bấy lâu. Mà tốt nhất ý, là im lặng với cả anh Nghĩa nữa. Nếu không thì... Thì sao? Cô làm cái gì? Bà yêu ai nhất? Đó sẽ là người phải chịu tổn hại nhất. Sao tôi không dám? Tôi nói cho mẹ biết, tôi chỉ đang bảo vệ gia đình nhỏ của mình thôi. Ai động đến hạnh phúc của tôi xử hết. Alo. Là anh đây. Anh đang ở dưới chỗ làm của em. Cho anh gặp em một chút được không? Tôi ra ngoài đi ăn rồi. Mà tôi cũng không muốn nghe muốn nói gì với anh cả. Anh đừng gọi nữa. Khoan. Anh cũng có việc. Một việc rất quan trọng. Giờ tôi không có việc gì quan trọng ngoài ba của Kitty cả. Nhưng anh đừng có làm phiền. Em biết rõ bố của Kitty là ai mà. Anh lại nghe con vợ cũ của anh chứ gì? Anh tin cô ta chứ gì? Cái gì? Hà cũng biết chuyện này à? Chẳng phải chính anh cũng đi thử ADN. Anh cũng nghi ngờ còn gì. Cô biết rõ quá nhỉ? Việc tôi xét nghiệm ADN ấy. Cô biết rõ cho nên đã tráo kết quả. Cô nghĩ là tôi chỉ test một lần và tin cô à? Nhiên à, cô đừng quá tự tin vào sự thông minh xảo trá của mình. Hay là cô đánh giá tôi quá thấp?